Ong vàng nổi cáu. Này, đợi chút, anh bạn nghĩ anh bạn đang đi đâu vậy? Chào anh ong mật, tôi đi kiếm thức ăn thôi. Này anh kiếm thức ăn ở đâu thì kiếm, nhưng cấm không được lấy mật ở mấy bông hoa của tôi. Hoa của anh ư? Tôi đã đến đây trước mà. Hơn nữa, hoa là của tất cả mọi người, chứ đâu phải của mỗi mình anh đâu. Ai đến trước thì lấy trước thôi. Ha ha ha, dám lý sự nữa kìa đấy. Không nói nhiều, hoa này là của ong mật ta. Loài kiến bé nhỏ các anh có muốn tranh cũng không được đâu. Mau cút khỏi nơi đây, nếu không đừng có trách ta. Ong mật cậy mình to lớn, ý mạnh hiếp yếu đây. Thật ngông cuồng, hóng hách. Mình phải cho hắn một bài học mới được. Tốt thôi, nếu những gì anh vừa nói là thật, vậy thì tại sao chúng ta, tôi và anh, không tổ chức một cuộc thi tài xem ai có thể mang nhiều mật ong về tổ nhất nhỉ? Ha ha ha, anh bạn đùa phải không? Anh bạn vui tính quá. Tại sao lại phải thi cơ chứ? Khi mà rõ ràng tôi có thể bay đi bay lại đến 20 lần mang mật hoa về tổ, trong khi anh chưa đưa được một lần. Anh nói thế vì anh không dám thi đấu mà thôi. Nếu thi chắc gì anh đã thắng được tôi mà lên mặt chứ. Được thôi, thi thì thi. Ta thách cả họ Nhạc kiến các anh luôn. Xem đây. Để xem ai sẽ thắng. Phải nhanh chóng gọi các bạn của mình đến đây thôi. Thế nên chúng ta hãy cố gắng gom được thật nhiều mật hoa, càng nhanh càng tốt. Nhanh lên thôi, đi báo cho những kiến thợ. Thôi không gom lá nữa, chúng ta tập trung gom mật hoa thôi. Một lũ ăn cướp, thật không công bằng. Tại sao lại không công bằng hả anh ong mật? Ngươi, các ngươi cậy đau người đã đánh cướp hết mật hoa của ta. Hay, anh nói gì mà lạ vậy? Chính anh bảo thách cả họ nhà tôi còn gì. Xem ra nhà ong mật các anh cũng không hay tôn trọng lời nói của mình. Này, đừng có mà nói càn. Chẳng qua ta lỡ miệng một chút, chứ thứ kiến nhà các anh bé tí kiếm được mấy thửa. Lại nữa rồi, cứ như anh nói thì nhà ông mật các anh thật chẳng thông minh chút nào cả. Loài kiến chúng tôi có thể chở những vật nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể cơ đấy. Nên anh đâu có khỏe hơn chúng tôi đâu. Ác con, đừng có trêu tức ta. Còn một điều này nữa, anh ông mật thân mến ạ, nếu anh sử dụng chiếc ngòi vũ lực của mình mỗi khi tức giận như vậy, anh sẽ không bao giờ biết được tình bạn có ý nghĩa như thế nào đâu. Thôi chào anh, tôi đi đây. Sự tích cây tính tẩu. Thở xa xưa, ở xứ Mường Nọ có một bản đông đúc và giàu có. Cai quản bản là một trưởng bản mà người ở đây thường gọi là Tạo. Tạo tuy rất giàu có nhưng tính cũng rất keo kiệt, độc ác. Tạo chỉ có một mụn con gái là nàng Sao. Trong bản có một chàng trai nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mọi người vẫn gọi là Diêu. Chàng Diêu phải đi làm thuê cho nhà Tạo. Chàng làm luôn tay luôn chân, từ khi con gà trống cất tiếng gọi mặt trời dậy cho đến khi mặt trời ngủ say, mà cái bụng vẫn không đủ no, cái tai vẫn phải nghe những lời không đẹp. Dù vậy, tâm hồn chàng vẫn luôn thuần khiết như ánh trăng. Chàng biết làm bí thổi hay nhất mường. Những đêm trăng sáng, chàng thường mang bí ra thổi tới tận khuya. Mỗi lần nghe tiếng bí của chàng Diêu vọng vào, nàng Sao lại không tài nào ngủ được.
tiếng bí đã khiến đôi mắt nàng long lanh và trái tim nàng bồi hồi. Một đêm, nàng lén trốn ra bến nước, đứng trong bóng tối của cây bang, mải mê lắng nghe tiếng bí tha thiết ấy. Có phải tiếng bí của tôi khiến cho nữ thần mặt trăng lạc bước xuống trần? Mời nàng bước ra đây, ngồi cạnh tôi đây. Tôi sẽ thổi cho nàng nghe điệu nhạc hay nhất. Tôi không phải nữ thần gì đâu. Tôi chỉ là một cô gái yêu thích tiếng bí của chàng mà bước đến đây. Nàng sao là nữ thần mặt trăng trong lòng tôi? Sao chàng biết tên tôi? Tôi biết nàng hay ngồi dịch vải bên cửa sổ. Tôi biết nàng thích hoa băng trắng trong rừng. Mỗi đêm, tôi đều cầu xin thần mặt trăng cho được gặp gỡ và trò chuyện cùng nàng. Ngồi bên nhau, chàng diêu và nàng sao thấy trăng như sáng hơn, gió như mát hơn. Cho tới khi con gà trong bản cất tiếng gáy gọi mặt trời, họ mới bịnh rịnh chia tay nhau. Chuyện chàng diêu và nàng sao đêm đêm tâm tình ngoài bến nước lâu dần cũng lọt đến tai Tạo Bản. Lão tức giận ứ đầy bụng. Sao mày dám yêu con gái Tạo hả Diêu? Đánh cho mày chết này. Cha ơi, con xin cha tha cho chàng. Con xin cha mà. Con xin cha cho con và chàng được nên vợ chồng. Chúng con yêu nhau thật lòng cha ơi. Đợi tao chết đi đã. Người đâu, mau đưa con sao vào phòng. Cha ơi, con xin cha, con xin cha. Thằng Diêu kia, mày phải rời khỏi bản ngay. Thế là Tạo đuổi Diêu ra khỏi bản. Chàng Diêu ơi, đợi em đã. Em mang cho chàng một quả bầu đựng nước, một cây gậy để chàng đi rừng, một con dao để chàng dùng khi gặp thú dữ. Biết bao giờ em mới gặp lại được chàng đây. Mùa trăng năm sau, ta sẽ trở lại tìm nàng. Chàng mang theo mấy sợi tóc của em đi cùng. Mỗi lần nhìn những sợi tóc này thì nhớ đường về với em. Rời bản, chàng Diêu cứ theo con suối mà đi ngược mãi, ngược mãi. Một đêm, trời đổ mưa tầm tã, Diêu trú trong một hang nhỏ bên suối tránh mưa. Mưa mãi không ngớt, ngồi nhìn trời mưa, lòng chàng Diêu càng nhớ thương nàng sao da diết. Bỗng có một con rắn mò đến. Chàng vung gậy, vụt mạnh vào sợi dây rừng trước mặt để đuổi một con rắn đi. Lạ thay, sợi dây rừng không bị đứt, lại còn phát ra tiếng ngân rất lạ. Chàng thử vụt cây gậy liên tiếp vào những sợi dây rừng. Những âm thanh quyện hòa vào nhau nghe rất vui tai. Những tiếng ngân đó như tiếng bí chàng vẫn thổi, có lúc lại như tiếng thầm thì thương nhớ của nàng sao bên bến nước trong những đêm trăng hôm nào. Chàng nghĩ không biết làm cách nào để mang được tiếng ngân kia về cho nàng sao cùng nghe. Chợt nhớ đến những vật mà nàng sao trao cho lúc chia tay, chàng nghĩ ra một cách. Chàng dùng gậy xuyên qua quả bầu tạo nên một chiếc đàn trông như một cái cây mọc lên từ hang đá. Rồi chàng bện những sợi tóc của nàng sao tạo nên những sợi dây rừng trước cửa hang. Làm đi, sửa lại, thử trước, sửa sau. Hết 3 ngày đến bữa quên ăn, qua 3 đêm cũng không muốn ngủ. Chàng Diêu đã làm được một chiếc đàn có tiếng ngân như âm thanh phát ra từ cái hang đá chàng đang ở. Chàng búng vào 2 sợi tóc, âm thanh vọng ra nghe thật êm dịu, giống như tiếng thầm thì tâm sự của nàng sao bên cạnh. Vui mừng khôn xiết, Diêu quyết định mang chiếc đàn trở về bản để nàng sao cùng nghe được những tiếng ngân ấy. Chàng về ngồi bên bến nước đầu bản, đánh lên những âm thanh vui tai từ chiếc đàn mới. Nghe tiếng đàn lạ tai, dân bản đều kéo đến nghe rất đông. Tiếng đàn ấy theo gió vọng vào tận giường bệnh của nàng sao. Từ ngày chàng Diêu bị đuổi ra khỏi bản, nàng sao đổ bệnh nặng. Tạo Bản đã tốn bao nhiêu lợn gà, mất bao nhiêu công đi mời thầy mo về mà vẫn không khỏi. Nhận ra tiếng đàn của người yêu, nàng lao ra khỏi nhà, theo tiếng đàn mà chạy đến bến nước. Chàng Diêu đã về rồi ư? Ta về rồi đây, ta còn mang những tiếng ngân của núi rừng và hang đá về cùng nàng nghe nữa đây. Thằng Diêu kia, mày đang làm gì ở đây? Mày to gan thật đấy. Sao, về ngay cho cha. Chàng Diêu đem được cả tiếng ngân của núi rừng và hang đá về cho nàng sao cùng nghe. Tình yêu ấy cảm động được cả dân bản và trời đất. Mà không cảm động được Tạo, thì Tạo còn xứng cai quản bản ta hay không? Già làng nói đúng rồi. Tạo phải để cho đôi trẻ được nên vợ chồng đi thôi. Già làng và dân bản đều vung vén cho đôi trẻ. Tạo quá bối rối, không biết phải làm gì. Cuối cùng, Tạo đành ưng thuận nhưng trong bụng vẫn ứ đầy tức giận. Thế là
Sau bao xa cách, chàng Diêu và nàng Sao đã trở về bên nhau. Khi chàng đánh lên tiếng đàn thánh thót hòa cùng tiếng hát trầm bổng của nàng, dân bản ai cũng thấy rộn ràng trong lòng. Dân bản gọi chiếc đàn là tính tẩu, tức là đàn quả bầu. Từ đó, trong những đêm trăng sáng và những ngày hội, cả bản Mường đều vui vẻ, nhộn nhịp trong tiếng tính tẩu giặc diều tha thiết. Cuộc chạy trốn. Kia rồi, sắp tóm được nó rồi, nhanh lên nào. Thôi chết, bọn chúng sắp đuổi kịp mình rồi, làm thế nào bây giờ? Liệu chúng có nhìn thấy cái hang này và phát hiện ra mình không nhỉ? Thôi kệ, đằng nào cũng không thoát được, mình cũng không còn sức mà chạy tiếp nữa. Đau quá, con nhện khốn kiếp này, mày dám cắn tao à? Tao phải đập chết mày mới được. Xem ra thì số phận của nó với mình cũng giống nhau, cũng bị dồn đến bước đường cùng rồi. Tuy mày đã cắn tao, nhưng tao sẽ vẫn tha mạng cho mày. Đi đi, kẻo toán cướp đuổi đến đây là mày cũng không còn đường thoát thân đâu. Mày có biết chỉ vì tao trót nhìn thấy mặt tên cầm đầu toán cướp mà chúng truy bắt tao đến tận cùng không? Chắc số tao nó tận thế rồi. Giá như mày là một con người thì tao có thể nhờ mày tìm về gia đình tao để báo tin. Chỉ một lát nữa thôi là bọn chúng đuổi đến đây rồi. Sao bây giờ lại không thấy dấu vết của tên đó? Rõ ràng chúng ta thấy hắn chạy về phía này mà. Chắc chắn là hắn đang trốn ở đâu, chứ không thể chạy nhanh thế được. Mau chia nhau ra tìm. Vâng. Thôi chết, bọn chúng đã đến đây rồi, mình tiêu đời rồi. Đại ca, ở đây có một cái hang này. Thôi xong rồi. Đâu, hang đâu? Đây ạ. Cái hang này mạng nhện đã chặn kín, chứng tỏ đã lâu rồi không có người ra vào. Chắc chắn hắn không có trong đấy đâu. Là mày làm đúng không? Chắc hắn chạy xa rồi. Chúng ta tiếp tục đuổi theo còn kịp, không thể để hắn chạy thoát được. Vâng, thưa đại ca. Bọn chúng đi thật rồi sao? Cảm ơn mày nhé. Mày đã cứu tao một mạng rồi. Tao đã không sai khi không hại chết mày. Trong cuộc sống, đôi khi giúp đỡ người khác cũng đồng thời là giúp đỡ chính bản thân mình. Vì vậy hãy giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào có thể. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.